rồi, phải không các bạn? Các chàng trai của ngài không em thật là có nhiều tài ba. Tại vì Chí biết là hồi đó Chí có đi học đàn và học ca. Nhưng mà khi mà Chí đàn đó thì Chí không ca được. Và khi mà ca đó thì lại không đàn được. Vậy hôm nay các chàng trai đây đã quá là tài ba. Xin các bạn cho một tràng pháo tay nữa. Kính thưa các bạn, lại một tiết mục bất ngờ nữa. Trịnh Thiên Vương, cựu thành viên của nhóm MTV, sẽ chính thức hát solo. Riêng một giới hạn, ước muốn không chọn, người thương yêu nhất cũng cho là dối gian. Mới kết giao tình, rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bà. Niềm tin nơi nhân thế luôn mộng mình, tình người cho nhau cứ thay thật nhanh. Mỗi kiếp con người, nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng. Lúc hết hy vọng, hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng. Hãy nghĩ suy rằng, chẳng một điều chỉ tự nhiên cho ta dễ dãi. Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi. Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy. Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc. Chút hết những đắng cay trong lòng, chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng. Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ. Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc. Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan, tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn, là một điều nhỏ nhói trong thế gian. Chẳng có chi không phải ta.
và anh cũng đã từng biết yêu. Người mà anh yêu chính là em, người làm anh khóc cũng là em. Ngày em buông hàng ngàn lý do, rồi em đi chẳng cần đắn đo.